có vẻ không không đột biến lắm. Đừng có trang bị à? Đừng có trang bị thì có vẻ ghép đồ chuẩn. Đánh từ đầu. Hello, hello các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Phải chào khán giả đi chứ Châu. Có gì cọt không chào khán giả, cứ gì Chào cọt các thôi. bạn nhé. Hôm nay mình sẽ phải leo cao thủ cùng anh chị. Thằng em không 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 à, khán giả đến lúc cao thủ kỳ cựu à, cái gì nhỉ, cựu cựu cao thủ không, một tiếng nhỏ màu thế hả, tiếng nhỏ thế, tiếng nhỏ. Em đếm mới có 34% bên anh nữa. To chưa anh? Rồi. Ờ, lên ai hai này. Hi hai à? Kinh thế. Bên này đánh cao cường đi nhá, nhớ đánh cao cường đấy. Cao cường à? Ừ, bài này phải đánh cao cường đấy. Harry, Dari với Manfi kìa. Đánh cao cường đấy. Anh đánh này, em chả đánh. Đấy, giao xua. Có lắc rồi. Anh đánh bài chưa? Anh cao cường. Hình nộm lãng du à? Hình nộm hay là lấy hình nộm hay là học cách tung chiêu được nhỉ? Học cách tung chiêu, đánh pháp sư sớm thì khỏe. Thôi học cách tung chiêu. Ôi. Fate hunts you today. Em cần con gì không? Bà em không, bà em chưa cần con gì nữa. Chắc là cần thử Z hay con gì đó. Kiểu 4 cao cường. Anh có lấy cắt linh không? Anh gửi cho con 1 này. Ừ ừ. Đang tính này. Úi giời đã gì. Chói. Úi giời ơi mày. Đừng đùa với tao. Chắc anh đuổi sang sử gia đây. Đánh sử gia đi. Đánh hai con di ra lên. 20 lên 18 và 38. Sử gia. Anh ơi cắt đi nào. Không anh bỏ rồi. À thế à. Anh lấy gì ven nào? Ừ, có, nhưng mà từ từ. Tôi gửi luôn đi chứ, từ từ chi nữa. Này, hai con Azi này. Gửi đi chấn hồi này. Một nước mắt này. Em đánh Azi không đấy? Em có chứ. Ừ, đánh định mạnh như thế rồi. Ok đấy. Bà em học cách tung chiêu em phải tích sớm. Con khỏe. Ui, sử gia này. Năm sử gia luôn ạ. Thank you.
Bron Ahiba. Ok. Anh cứu kịp không? Giết được ai mùa mùa đi. Năm sử gia rồi, năm sử gia rồi. Năm sử gia khá sớm. Năm sử gia sớm. Ồ, xin được ra. Em nhặt cuối cùng đấy. Trời ơi, nhặt mất rồi. Chẳng có lợn này. Không quá xe nhỉ? Ôi, phải khá sử gia rồi. Thì lại cái cung sao lại nhặt mò ở Sinara. Ờ trời, nhặt mấy cái phút lát chắc bỏ. Trời ơi, em cầm con Ahi vô chơi xin được ra với mình luôn mà. Chơi xin đỡ ra với tao. Anh đỡ được em ạ. Ơ chiu mệt bọn nó nguyên xà bọn Nabucco này. Nó chuyển sang thần tài nhỉ. Rồi thằng em mà anh lại đỡ được. Lúc vàng làm quà anh lên 6 luôn này. Đánh nó cứ mà em đánh có học cách tung chiêu luôn là kinh quá nha. Học cách tung chiêu nha anh. Rồi đánh pháp sư phải chắc chắn là phải học cách tung chiêu. Trời ơi. Giờ bỏ ấy đi, lấy hai cảnh vệ, hai sứ thành hóa vô chắc phải hơn ạ. Ừ thì bạn khỏe. Có chứ? Đâu rồi? Hơi đen nha. Anh đến này. Không, không cần. Thằng anh hùng chiến thuyết thì hơi thường tí rồi mà chắc đã hiểu. Anh hùng chiến thuyết đẹp cao cường thử nghệ thuật. Cao cường kiểu lên cấp nhanh ấy, cho em thấy chắc khỏe lắm. This story is not yet finished. Anh hùng chiến thuyết Gazen. Úi giời ơi, nhiều phép lắm rồi. 45 phép. 45 phép là cũng được 7 phép à? Cộng 20 với lại... Anh thua trận đầu à? 18 anh... Là 38, ui thì cộng được 7 phép đây. Anh lấy con gì ra? Anh nghĩ đây. Thank you.
lấy gì cơ? Tin ra chưa cần. Em cần món gì nhỉ? Anh có Afe này. Cho con Nautilus làm gì? Nautilus một con không giải được cái gì hết. Afe để chơi đó. Afe không chơi à? Vâng, em chưa phép mà. Thôi, em bỏ. Có lắc không? Vẫn lắc được. Anh bản này, đây, lấy con lắc này. Bà anh đang... Chính hồn kia sẽ chiến tăng tốc. Lắc, lắc chưa có, em chưa có con đấy nhỉ. Thôi từ từ anh ra con Ahi 2 ném sang cho. Có cơ hội lên. Pháp sư rồi, 8 pháp sư rồi. Có lắc 1 chưa anh? Hả? Anh có lắc 1 không? Có 1, có lắc 1. Gửi đây em. Lắc 1, à, ừ. Đấy. Em mới lắc 2 luôn. This is my choice. I hold the greatest blessing. Khó nhỉ, giờ cần áp cấp lên đấy à? Sách cân bằng thì có đánh được như nào không? Áp ấn cảnh vệ con này để phế nhau à? Nào thì đến cảnh vệ. Một thôn. Một thôn. Một thôn. Không. Một thấm thế. Rất sớm tìm IZ nhỉ. Không được, không được, hết tiền rồi. Chơi IZ sớm không được. Ôi, anh có lấy Lee Sin không? Không, anh IZ thôi, IZ em ơi. Lee Sin anh kẹp long tộc được mà. Không, anh kẹp long tộc cái gì. Tưởng anh kẹp long tộc vô anh đánh không trái. Anh đang ghép bài mà ui trời ơi con này tạo anh đỡ được thôi, game này thua rồi, anh thua rồi, anh thua rồi. Úi giời, em cũng chịu rồi anh ơi, em gặp cái thú khốn nạn vẫn dậy ở đâu anh ạ, làm Kizana như con ma kéo ơi. Đánh mà không thấy tay luôn rồi anh ạ. Ui dồi ôi, mất chuỗi rồi. Mất chuỗi chắc rồi, anh mất chuỗi. Hình như hai anh em nhắn tắt cháy anh em mình rồi. Đúng rồi. Ui, 5 cao cường muốn thông đấu chứ. 5 cao cường mà sao nó khỏe. 3 cao cường, 4 thông đấu. Bên anh là gặp cái nhà 5 cao cường. Uống máu mà không ghi chợ ấy này, hơi buồn. Trời ơi, trời, con Ace cũng liếm mất của tôi rồi. Ơ, trời ơi. Tôi không nạn mất dậy đâu. Ơ, trời ơi. Này, chuẩn bị con Morgana tướng rất khó nhá. Đấy, chạy làm sao mà nhanh được. Úi dồi. Băng đạo tạc có trang bị thành phần tướng 4 vàng và 4 vàng. Tướng 4 vàng. Anh lấy cái sao? Cái sao cũng được ném anh. Sắp hài luôn rồi đấy. Em nhặt tí ở cái sao 2. Ừ, cái sao 2 càng tốt. Anh chơi luôn. Càng tốt đó. Ừ.
Anh cờ chờ con IZ nên anh lấy lên 7 sử gia. Anh dép bà tầm này đang dép bằng qua con Sivir. Nếu Kai'Sa lên 2 thì ném cho anh. Thì anh lên được, anh lấy Kai'Sa đánh luôn. Kéo xạ thuật sư vào. Bài dễ. Cân sách cân bằng nên anh bớt giảm, anh đỡ bị đói tiền rồi. Nhưng mà anh lại yếu mẹ. Bài em phải lên được tí. Thôi đi rồi, gặp đúng nhạc khỏe. Chắc cậu gặp nhạc khỏe. Đâu em gặp nhà thằng em ăn được, nhưng mà thằng bạn cứu. Anh gặp thằng Kizana đúng không? Đúng rồi, anh gặp nó này. Thằng Ahi đi thì cũng ăn được em. Ôi, cũng có Cinderella rồi, trời ạ. Bảo đỡ luôn với cái game đi luôn rồi đấy. Em cũng có Cinderella này anh này. Thành nhặt vào nó chiều người em mà. Hắn chơi ấy, hai ông cao cường người chắc là top 1 rồi. Tướng 5 vàng và 7 vàng. Tướng 5 vàng 7 vàng ngay chứ làm gì nữa. Nào. Từ từ đã. Mà bây giờ nó chưa có cái gì cả. Chưa phải lúc để mở ra. Mở ra được AZ nữa thì bú. Tí nữa, sau tên sau mà. Mở tên này thua đi đấy. Bú luôn. Bình tĩnh. Sao chứ? Sao không link được? Vinh được à? Lỗi à? Ui! Anh chỉ ven 3, kinh thế. Tiền thuyết luôn ạ. Ui giời ơi. Con lỡn nhặt đá xe luôn. Thôi anh thua. Cây thế nhở? Giờ rồi đó. Bây giờ bọn lấy lại những gì đã mất rồi. Tất cả chúng mày quỳ xuống. Không có em ạ, cay thế. Không có gì đấy. Em cần con gì nhỉ? Em cần con Kidra. Có lấy con lữ khách này không? Ném cho anh con lữ khách mà ép nạn bài này. Khách là con gì? Tính 5 tiền ấy. Con Udia. Ừ. Không, em cần con lấy một tí. Đép tạm mà. À, em giúp cho anh con cái xa mà trời. Chờ cái xa 2 đấy. Con bài anh đuối lắm này. Bài anh có một con cái xa 1 chưa? Chưa. Chưa. Chưa là gì anh ấy là. Đây em vứt cho anh con cái xa 1 trước rồi. Từ từ, ơ tám đánh được 8 pháp sư được buồn thế nhỉ. Này cho có lấy ăn đi không? Không ạ, anh đi pháp sư đâu.
quầy, anh hùng truyền thuyết 3 sao. Ra đạp quá mô mới chết được con Gazelle nữa chờ. Anh chắc cái này nát rồi. Ô trời. Anh lấy con Ahi không? Ahi, anh có một con 2 sao này. Không, Ahi em bán. Bán rồi à? 18 à. Tăng cứng. Rồi em giờ thiếu đồ là nhiều lắm. Tại sao có 2 con 1 nữa? Úi dồi ôi, tôi lại thế mà không... không ấy. Lúc nãy cầm... Để, từ từ, từ nhá. Anh có cái gọi là tiếp viện tứ phương. Nếu mà ấy nó lên được Kai'Sa, khi lên Kai'Sa 3 sao. Kai'Sa em có thấy được nào chơi được. Anh chịu mà. Ủa, không có nào chơi mà. Anh nhặt em một con Kindra với. Không nhặt được. Không có. Lên 3 sao với. Còn tiếng này tao mà nó thả tiếng dậy cứu cứu cứu. Thằng đi chứ. Nhìn này, một đạt tiếp 3 con này. Ý gì? Tuổi. Với gì? Kai'Sa nhá, Kai'Sa lên đấy, Kai'Sa lên đấy, Kai'Sa khi lên đấy. Anh cứ nói thôi, mọi không nghe đâu. Kai'Sa lên mà, anh nói Kai'Sa. Anh cứ nói thôi, mọi không nghe đâu. Bọn đến chạy. Đấy, thấy con này là đúng rồi. Cho con này vào thay con khổng lồ này ra. Đấu cho con Kai'Sa. Biết mà bài phải ra như thế. Ấy đừng có cứu nhanh thế. Trời ơi làm người ai làm thế bây. Anh giờ mới chết nhá. Ôi có tam kích. Bọn đang gặp ai ấy, cứu nhanh lắm anh ạ. Đây rồi, xin được ra tao lên 2 rồi. Tất cả chúng mày quỳ xuống. Thôi cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Cống hiến cho các bạn cái xa ba sao. Bình tĩnh, bình tĩnh. Em không thấy thằng nào ấy. Cái xa ba sao đấy. Có thằng nào chơi đâu nhưng mà em thấy anh mới nhặt được một con. Anh trả tiền nhá. Chưa, à, chưa. Cái xa một là đúng thôi. 9 anh xoay, 9 anh xoay khi ra cái xa ba sao ấy. Anh cằn rằng mà lên 9 mà còn ngoài ngót được mấy dao ấy nhá. Con kiếm này, đạp chết kiếm ấy. Đừng có cứu, đúng rồi, không có cứu được. Ok, ok. I wanna see everything. Bài ông không ra sứ Thanh Hóa được đánh. Không có em ạ. Bình tĩnh nhá. Em xoay, em cố gắng xoay con Kai'Sa nữa. Anh ra mổ 2 lần Kai'Sa nữa là đủ. Em đang cố xoay đấy nhưng mà chưa biết kiểu gì mà chưa thiết ra. Sắp ra rồi. Anh có tứ phương tiếp viện mà. Không có thằng nào đánh mà. Tứ. Tại sao không ra? Em cũng biết.
Đây cái xa 2 này. Ok em ơi. Còn lại phần còn lại của anh nhá, em không biết rồi. Ơ em ném rồi à? Ném móc đâu ra em ném ơ. Nãy em vừa ném cho anh con cây xa 1 mà. I herald the greatest blessing. This is my choice. Ôi rồi ôi, hoa rơi cửa Phật 3 sao, bảo sao top 1 là cũng đúng thôi. Có ai giết được nó đâu, hoa rơi cửa Phật lại còn tăm cách 3 nữa, chịu. Bạn nó cũng khỏe anh ơi, nó giết anh à? Ừ anh đang đấy, anh cố đây. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, anh xả phát này này. Thôi anh bỏ xin ra đi. Máy nhân bản tướng 5 vàng và 7 vàng có cho mình nhanh nhanh nhanh. Tướng 5 vàng. Thế ra các ca. I hold the greatest blessing. Monsters are everywhere. Em cần con set không? Anh cứ đánh của anh đi, anh không phải gửi cho em đâu. Anh hai con cái xa nữa là anh lên rồi đó. Nhưng mà chưa thích gửi. Mong là ra gửi sớm. Mà em nhớ em gửi con cái xa của anh cũng lâu lắm rồi còn. Tí mà có Neko rồi em gửi cho anh con. Thằng này cầm một con rồi, một con một rồi. Lại anh hùng truyền thuyết nữa. Tao sợ luôn rồi. Ui xong rồi, đỏ máu rồi. Ôi trời ơi, chắc là game này khó rồi. Nó không cho anh được cơ hội rồi. Em ăn được cả anh hùng chiến thuyết rồi. Cố lên. Mà vẫn cút thôi. Ôi là có nè. Đây có gửi rồi này. Hai tướng 4 vàng trang bị tạo táp. Hai tướng 4 vàng nhân gì nữa. Nó có à, anh tự dồn ra con cuối ra một rồi. Con cuối rồi đây rồi lên chưa rồi à. Đó phần còn lại game đấu là anh đi cứu em á. AC 3 đấy kìa, cho cái xa 3 anh đồ chuẩn thì anh cũng không sợ đâu. Anh bỏ bốn xạ thuật sư mà đánh đừng có thứ bảy thứ ra nhéo có thôi. Tự kiếm. Em hết nhiệm vụ rồi, bơm anh. Rồi, từ từ đi, bình tĩnh mày, anh bình tĩnh là được. Dãy nào, dãy nào. Em cần con set không? Em á, em không. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, ông anh. Tôi ghi bài nhanh ông anh ơi. Sao mà đến rồi đến? Em sắp tiết thằng đi đến nơi rồi anh ạ. Một thằng em giết nó bình tĩnh. Đột biến ngay, đột biến đây. Cần set không? Set 2 gửi đây em, set 1 không giải quyết nhiều vấn đề không? Thử ra rồi anh, đúng rồi đó. Đó sự ra. Bỏ con nào ra nhỉ? Bỏ con này ra cho. Thôi cho Nhật này cho Nutifood đánh. Khó đấy. Cố kéo vào tốt thôi. Biết sao giờ. Con này loại sử ra cho nó trâu lên tí. Anh có thử Z2 gửi em được. Khó. Cho con gì thì hợp lý nhỉ? Dạ. Cho con gì là sao? À, anh hỏi em, chưa biết anh đang hỏi gì ạ? Never rest. Thôi. Ủa, Alumba.
Anh gặp thằng ảo ác xe bà, anh giết được nó anh em mình chắc xuất cũng phải đấy. Đó được rồi. Thua nó à? Chả thua. Ôi ôi. Không ngờ là khó thế. Ôi giời ơi. Rồi thứ tư luôn ạ. À.